Hai chào mọi người ha. Thì đây là cái bóng đèn sưởi của mình nè. Mình mua chỉ có 39 ngàn thôi. Nếu phải mua bóng này là 200W và cái chuỗi sứ trên này nữa. Thêm hình như 12 ngàn hay nhiêu á. Mấy ngàn gì á mình không nhớ. Nhưng mà tổng cộng mình mua ba bóng đèn là mình mua với lại mấy cái chung này xếp. Tiền xếp là như năm mấy ngàn à. Người ghê. Tính ra bữa mình mua hết về là có không tới 300 ngàn ha, không tới 300 ngàn rồi mình có thể là mình sưởi ấm con chim nè. Đúng ra là mình sẽ có cái khung để ở trong này, mình không có mua bóng đèn thì bữa mình có quay bóng đèn cho mọi người xem á, thì cái này dùng để khách sưởi ấm cho tụi nó thôi. Đem sưởi này rất là tốt nè, tại vì đèn ở đây nó đã phủ một lớp màu đỏ rồi. Nó nóng lắm mọi người, ấm lắm, anh em ngồi đây là như cái lò sưởi luôn, cho nên mình không dám để mấy chim mình gần, mình để xa xa như thế này nè. Đúng là mình lắp một cái sensor ở đây đúng rồi, nhưng mà buổi tối ban ngày mọi người nhiệt độ nó sẽ không có thể nào nó cao được đâu cho nên là cứ với lại cái gỗ chim mình nè nó thoáng chứ nó không có bí như là ở trong cái thùng xốp thùng giấy, cho nên mình bỏ ngoài đây mình sẽ bỏ ở ngoài thoáng như thế này luôn để cho có gió hỏi hay gì đó. Nhưng mà nhiệt độ đây nó ở ngay chỗ này nó rất là nóng, mình không có thể nào mình có cái máy đo nhiệt độ. Chắc mình mốt mình sẽ sắm một cái máy đo nhiệt độ để sau này mình có kiểm soát được nhiệt độ bên đó, bên trong bên ngoài, mình quay cho người xem. Nói chung là tối mình để tủ ngủ như thế này nè, giờ mình còn bật đèn luôn rồi thấy là cỡ nào đó. Mình cho ăn xong hồi nữa mình đi bắt chim mọi người. Nói chung mình gửi cho quà mini game á, mình phải gửi sớm, xe như 6 giờ sáng họ chạy rồi thì thấy mình mới bắt bắt ra, thì mình nhờ anh Ráp chạy. Thì nói chung anh Ráp đi thì mình phải trả tiền thôi, thì mình trả tiền đầu bên này còn đầu bên kia thì anh em trả, chứ mình trả nó chết mình luôn đó. Giờ thì mình cho tụi nó ăn, nói chung nãy giờ mình cho tụi ăn rồi, mình hốt nguyên nhiêu đây phân rồi đó, với nhiêu đây nè. Mình bữa mình ngồi đây mình sực nhớ là hôm bữa mình có nó hứa với anh em mình sẽ quay cái bóng đèn là như thế nào, mình đổ lên cái ghế này thôi chứ đâu có làm gì nữa mọi người ha. Đó. Thì phòng trên này nó rất là sáng tại vì cái tim họ không có sơn ở trên này mọi người, cái sơn nó phủ phủ lớp đỏ như này thôi, còn trên này họ tráng bạc hay gì đó mình không biết nữa, nhưng mà nóng lắm mọi người. Để đây khoảng chừng 5 phút thôi là thấy nó cái này giống như bóng đèn halogen cái gì halogen gì mà anh em sưởi, nhiều người họ sưởi cái bằng sưởi tươi tiêu ngoại luôn, sưởi ấm để cho những người ai đau khớp đau này kia nọ. Nói chung là anh em nào đau khớp mà, lấy mua bóng đèn về sưởi cũng cũng tốt lắm, có ba mấy ngàn à. Anh em cứ lên Shopee hay là Lazada hay là Sen Đỏ gì á, có rất là nhiều loại trên đó, anh em mua loại 80-90W cũng có, mà nó mua loại bự này nè tăng tăng 200W, mà có loại 250W nữa. Mình ngồi đây mà mình nóng đổ mồ hôi luôn mọi người, nó không biết mọi người thấy không, nóng bên vậy luôn á, mình ngồi kế bên bóng đèn thôi mà đổ mồ hôi. Nói chung là giờ mình tiếp tục mình cho tụi nó ăn thôi. Có đèn sưởi như thế này mình không có sợ đâu mọi người. Còn nếu không có đèn sưởi thì anh em cứ hấp đèn sợi tóc cũng được nè, nhưng mà đèn sợi tóc anh em phải che, đèn sợi tóc sẽ sáng như trên này, sáng lắm. Còn không anh em bỏ trong thùng xốp cũng được, nó sẽ tránh gió, thùng xốp sẽ giữ ấm rất là nhiều. Nếu mà không có anh em trồng 2-3 thùng giấy vô vẫn được. Nói chung mình làm cái gì đó mình tốt nhất cho tụi nó thì mình cứ làm thôi. Còn mấy con này hiện tại giờ mình đang nuôi giùm nè mọi người. Thì nói chung mình đã báo rồi, con nhỏ gì ở đây rất là dễ, mình nuôi rất là dễ sống nhưng mà là giờ dễ chết. Chẳng qua là mình không có thao tác mình cho ăn như thế nào thôi. Còn mình thường mình hay nói với em mình nuôi lớn lên đứng cầu bự như mấy con này là mình giao ha, chứ mình không có giao nữa. Nếu mà lên bự hơn tí nữa mình sẽ lên tiền, tại vì lúc đó là nó là một con chim hát rồi mọi người.
À, với lại anh em hỏi mình giá thị trường hiện tại bây giờ bao nhiêu thì mình không biết mọi người. Giá thị trường thì mình nói chung là mình cũng chả quan tâm tới anh em bán ở ngoài làm gì cả anh em. Nhưng mà mình đã nói rồi, mình không bao giờ mình quán giá như anh em phát bán là 10 triệu một con. Nhưng mà có giá 10 triệu một con đối với những con chim bố mẹ đẹp, không lấy vợ chim bố mẹ mình đi mua 30 triệu một con về cho mình ghép đẻ cái mình bán cho anh em 1-2 triệu hả? Trời ơi, chắc cái đó mà bán mau giàu lắm. Không có cổ để chơi luôn mọi người. Cho nên là không phải mình đã nói anh em rồi, tùy cặp bố mẹ như thế nào và con chim nó ra sao thôi, chứ không phải là cặp nào cũng như thế. Vậy thôi mình bắt con bông về mấy trăm triệu đó mình bắt về rồi mình ghép chim con ra rồi mình bán nhiêu. Bán vậy thì nó tính bù trừ với con chim bố mẹ sao được được. Lỡ có gen ra đột biến rồi ai cái phần đó ai hưởng? Anh em hưởng chứ mình có hưởng đâu. Cho nên thôi cái nào ra cái đó mọi người. Con chim đó làm sao mình bảo vậy anh em mừng anh em bắt không thôi chứ không có gì hết. Nên mà nhiều khi mình nói anh em không tin, mình đã nói rồi chỉ có mấy thằng ngu mới đem con chim mà nó đang đẻ nó đem bán thôi. Giờ hiện tại giá đang lên cao mà anh em nghĩ sao mà những con chim nó bán hàng con kia. Nhưng mà ngoài ra thì cũng có những anh em bán ok, đúng là anh em bán hành lý cho những người khác chơi, nhưng mà thường thường thì mấy người đó toàn là chia lại cho những anh em đã chơi rồi biết chơi không mà chết thì nào mà tới được cái tay mà của cái người mà đang tập chơi đó. Còn những con mà đang tới được những tay anh em tập chơi á, thì đó những con đó một là ăn trứng, hai phá trứng chứ không gì hết á, ba là có đó si vô chào gì đó chứ sợ chim mà đang đẻ gặp mình cũng không bán nữa. Chim đang đẻ mình có ngu mà có điên có khùng gì mình đem bán cái chi trời. Từ mọi người cứ nghĩ đi, đẻ chừng ba lứa bán hay gì người ta bán 10 triệu một con, mình bán lại chừng 2 triệu 3 triệu một con thôi là mình làm năm chừng 5-6 lứa là mình lấy lại vốn chim bố mẹ liền chứ có gì đâu đúng không, chứ nói chim đang đẻ mà đem bán làm gì chơi chân ổn thì trời. Nhiều cái thì nó cũng mà nói nhiều khi anh em nói là mình cứ nói tầm xàm chú gì đó thì thật sự đó mình nói tầm xàm anh em nghe không nghe tin không tin thì tùy thôi, chứ chủ yếu là mình muốn chia sẻ để anh em có thể là biết được nó như thế nào. Cho nên là anh em nuôi những con chim đó nó chim đẻ rồi thì anh em nên hỏi kỹ lại xíu là con chim nó đẻ như thế nào, nó đẻ ra sao, nó đẻ ăn trứng hay không, ủa sao tự nhiên chim đang đẻ ăn bán. Tất nhiên mình phải đặt cái câu hỏi thế, gặp mình đi mua chim là mình sẽ hỏi như thế. Còn đó những ông chơi rồi những ai mà chơi rồi mình sẽ biết được con chim đó của họ là sao, chứ còn đẻ thì phải có sản phẩm mà sản phẩm nhiều khi họ còn lấy con chim này bắt con chim kia họ nhét vô mình cũng làm sao mà biết. Cái gì con sống vậy? Cho nên có nhiều cái nó khó nói lắm mọi người. Mình nói thì anh em nói cứ chặt áo cho người xem lưng, mình nói để chia sẻ anh em thôi, còn những anh em nào mà có tật thì gục gịch thì gán chịu chứ mình đâu có biết. Anh em bán ngay thẳng thì bình thường thôi chứ có gì đâu, còn anh em mà bán tào lao bí đao thì tất nhiên anh em phải sợ. Thường cây ngang em sợ chứ đứng mọi người, chả gì phải sợ mình ấy, mình có sao mình nói vậy. Đúng cái mình chia sẻ anh em mình làm không có thôi, tại vì mình làm vậy anh em cũng chả có lợi lộc gì, mình cũng không có lợi lộc gì hết. Anh em được cái anh em biết rồi anh em có thể là anh em giao dịch nó sẽ ok hơn, còn chim mình có thể là nó ổn thỏa hơn. Cho nên nhiều khi anh em thấy mình bắt không, chả bao giờ mình bắt những con chim của anh em khác đẻ rồi, toàn là mình đi bắt những con mới giờ mình tự bắt cặp vậy nó hết thôi. Cái đó thì tự mình, ví dụ mà nó có phá có quậy gì đó thì tự mình chịu, đó số mình nó không tới à, chưa được phúc hưởng thì thôi chờ kiếm một khác hưởng chứ có đâu. Giờ tới hai ông lớn nè, hai con lớn ăn nãy giờ rồi, nhìn cục phân không thấy giờ hai cục phân nó cho bà lửa đó, nó há miệng ăn đó mà. Chẳng qua là nó hôm qua bắt xuống nó to quá thôi chứ còn nhỏ là nó mà ăn đói là mày nó há hàng mà.
thấy màu lên đẹp không? Cái này mà xài app nữa thì chuyện gì nổi trời. Đấu thì la thôi chứ. Thôi chắc mình cũng xin kết thúc video đây ha. Để mình ngồi mình cho tụi nó ăn chứ, một tay cầm quay một tay nhắc giới khó quá.